Ta cho cua đây đi, cửa. Tao sẽ bị xỉn hay không? Buồn chưa xỉn, buồn ra đi. Trời ơi, ông tránh ra coi. Đây nè, coi nhấc cái chân nó lên. Bà Tư. Hả? Nhiệm vụ của tôi với bà tới đây là hết rồi. Để cho ông Hiền nó lo. Chăm sóc cho nó nha con. Con muốn nữa. Vừa dài cứ muốn nữa. Muốn nữa. Chưa xin. Thợ ơi, anh nhớ em. Anh nhớ em lắm Thợ. Thợ ơi, anh nhớ em lắm. Má, cậu Út, bây giờ anh đã quyết định sao thì con nghe vậy. Con xin phép má, xin phép cậu Út. Hiền, con đi đâu vậy? Cậu Út, cứ để con Hiền nó tránh mặt đi. Ân à, Ân, tao không ngờ mày là đứa tệ bạc như vậy. Mà thôi, chuyện đã qua rồi, cho nó qua đi. Chỉ cần từ nay, mày bỏ đứt con nhỏ kia đi. Má chỉ mong mày, mày ở đây sống với vợ mày là được rồi. Con Hiền nó cũng không chấp nhất gì đâu. Má ơi, con không thể bỏ người ta được đâu. Mày... bỏ gì được mà bỏ, chị hai ơi. Cậu, cậu nói vậy làm sao? Cậu muốn bắt cầu cho thằng Ân hả? Cần gì bắt cầu chị? Cái thằng ông nội này nè, nó liều mạng, nó nhảy xuống sông, nó bơi luôn. Cần cái gì mà cầu với cống? Dùng cái thứ tới nước mê rồi. Có bầu rồi đó. Hả? Hả? Có thật vậy không? Dạ. Người ta đã có bầu với con rồi má. Trời ơi là trời, tới trước đó nữa sao con? Má, con xin lỗi má. Chị hai à, chị phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ mà chị lên cơn đau tim á, coi như xù, cái chuyện này không có giải quyết được đâu. Ân, má xin con, má chỉ xin con một lần này thôi. Đánh xa người đàn bà đó ra. Con đừng bao giờ nhắc với má về người đàn bà trên ghe đó nữa nghe con. Má sẽ cho người ta một số tiền để cho người ta mua bán làm ăn, đủ để cho người ta sinh sống nuôi con. Còn con hãy yên tâm mà con ở lại đây chung sống với con Hiền. Con xin má đừng chia rẽ tụi con. Con xin má đừng bắt con làm cái điều tàn nhẫn đó. Con không làm được đâu má. Không được á, con cũng phải làm. Con bỏ con Hiền ngay trong cái ngày cưới á. Như vậy có tàn nhẫn không con? Người ta biết nó là gái đã có chồng. Vậy mà từ hồi cưới cho tới bây giờ chưa được chung giường với chồng mình lần nào hết á. Như vậy có phải tàn nhẫn với nó không? Con biết là con có tội với Hiền nhiều lắm, nhưng mà con có thể làm nhiều cách để đền tội. Con không thể nào, không thể nào sống như vợ chồng với Hiền được đâu má. Vậy thì con nói cho má biết, con làm gì, con làm cách gì để đền ơn đáp nghĩa ba má con Hiền đã cứu sống con với má con. Con làm cách gì để đền tội cho con Hiền đây? Nói bằng cách gì? Con không nói được chứ gì. Má nói cho con biết, chỉ có một cách duy nhất thôi.
Đó là làm chồng con Hiền, yêu thương, che chở cho nó, đem tới hạnh phúc cho nó. Chỉ có cách đó mới trọn tình trọn nghĩa thôi con ơi. Còn người con thương thì sao hả má? Rồi con của con nữa má, con không thể nào bỏ nó được đâu má. Trời ơi là trời, sao tôi vô phước quá vậy nè. Má ơi, chị hai bình tĩnh lại đi, đau tim đó trời. Má ơi, con xin má thương con. Con xin má, con của con sắp chào đời rồi má. Con không thể nào bỏ nó được đâu má. Má ơi, chị hai à, chuyện này thấy vậy rắc rối lắm nghe. Con Hiền là vợ chính thức mà vẫn là gái còn son, còn cái cô kia thì sắp sanh con cho nó. Bây giờ bỏ ai lấy ai chị phải tính cho kỹ à. Chị không cần biết, đời này kiếp này chị không chấp nhận người nào khác làm con dâu hết. Con dâu của chị chỉ có con Hiền thôi. Nếu nó muốn đem con kia về cái nhà này á thì nó giết chị chết đi. Bằng không á, dù tao có chết thành ma đi nữa, tao cũng không để yên đâu. Không thể sống ai khác ngoài con Hiền hết á. Má, bây giờ nếu như mà Hiền bỏ con thì cô ấy vẫn có thể làm lại cuộc đời. Còn người ta, người ta không thể nào sống mà không có con được. Vậy thì mày đi đi, bỏ mặt bà già này mà mày đi đi. Đi đi. Đau tim đó trời. Con xin má, con xin má hãy thương con. Hiền, trời đất ơi, chuyện gì vậy Hiền? Con sao mình mấy cô ức nhẹp vậy? Hiền ơi, phước khổ quá con ơi. Má, con xin má, má hãy để ân đó người ta về đây đi má. Con không sao đâu, con sẽ dọn về bên nhà. Má đừng có lo gì cho con hết. Không đâu, không đời nào má chấp nhận.
Nếu thằng Ân cãi lời má, má sẽ không nhìn nhận nó là con trai của má nữa. Má, bây giờ có mặt vợ mày ở đây, mày nói cho rõ ràng đi, lựa chọn của mày là sao? Con biết là con có tội với má, với cậu và với Hiền, nhưng mà con không thể nào làm khác được. Con xin mọi người hãy tha tội cho con. Con không thể nào bỏ người sắp sinh con cho con được. Con xin mọi người hãy tha tội cho con. Chị hai. Má ơi. Ân à, má đừng có làm con sợ má ơi. Má. Má. Chị má ơi. Má ơi. Má. Mày đi lấy sổ má, mày đi bệnh viện liền. Dạ, con đi liền. Chị hai. Má ơi. Má ơi. Chị hai. Má ơi. Chị hai. Má ơi, má đừng có làm con sợ má. Hôm nay có chuyện gì em buồn vậy? Thì không được vui thì buồn thôi. Anh uống gì? Em lấy. Thôi khỏi, anh ngồi chơi được rồi. Em tưởng bữa nay anh vui lắm chứ, sao mặt mày biết xị vậy? Em đừng có nhắc tới nỗi đau khổ của anh. Đau khổ là em nè, anh mà đau khổ cái gì? Hồi nãy em còn thấy anh tắm sông với người trong mộng tình tứ lắm mà. Người trong mộng, người trong mộng là vợ của người ta, còn tình tứ, giá mà được như em nói thì giờ này đâu có buồn bã ngồi ở đây. Thôi, anh đừng có xạo. Rõ ràng á là chính mắt em nhìn thấy mà. Em thấy, nhưng em đâu có hiểu. Là sao? Thằng Ân nó về rồi. Anh cũng không biết có chuyện gì mà Hiền lại lao mình xuống sông. Anh đúng là lo bò trắng răng, cứ tưởng là cổ tự tử, nhưng mà quá ra không phải, chỉ là để trút giận gì đó thôi. Anh Ân về, đáng lẽ Hiền phải vui chứ sao lại... Cổ không có giải thích gì với anh hết. Người ta đã không coi anh là người để tâm sự chuyện riêng tư, vậy mà anh á, lúc nào cũng quan tâm tới chuyện riêng tư của người ta. Người ta buồn á, anh cũng không vui. Cuộc đời thiệt là mắc cười. Mọi người cứ rượt đuổi, chạy vòng vòng, để rồi cuối cùng ai cũng đau khổ. Bữa nay em nói chuyện văn qua bóng bẩy quá. Mà em có người yêu chưa? Em nói chuyện giống như là người từng trải vậy đó. Em cũng giống như anh thôi, yêu đơn phương. Người em yêu á, đem lòng yêu người khác. Mắc cười vậy đó. Anh có thấy mắc cười không? Ừ? Có gì đâu mà mắc cười. Ồ, mà em nói thiệt hả? Người em yêu là ai vậy? Thằng đó nó có bị mù không? Vậy anh nhìn lại anh đi, coi anh có bị mù không? Em vẫn chơi hoài. Thôi, cho ly cà phê.
cũng nhớ nữa. Nhưng mà biết phải làm sao bây giờ? Bà còn phải về thăm nội chứ. Anh đừng lo nữa. Bác sĩ vừa chích thuốc, má ngủ say rồi. Hiền à, anh có chuyện cần nói với em. Có lẽ em đã đoán được rồi. Anh không cần phải nói nữa đâu. Anh nhất định phải nói. Anh có tội với em. Anh xin em hãy tha tội cho anh. Anh ơi, em muốn hỏi anh hai câu. Anh có thể trả lời thiệt lòng cho em biết được không? Anh có tình cảm với em không? Có. Dĩ nhiên là anh có. Hai đứa mình đã cùng nhau lớn lên, cùng chơi, cùng học với nhau. Có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Làm sao mà không có tình cảm với nhau được chứ. Anh mến thương em, anh rất quý em. Nhưng mà em hiểu rồi. Anh muốn nói là anh không yêu em chứ gì. Câu thứ hai em muốn hỏi anh là nếu như anh không gặp gỡ cái người đàn bà đó, anh có nghe theo sự sắp xếp của gia đình để cưới em và chung sống với em không? Nếu như anh không gặp người đó, có lẽ anh đã trở thành người chồng của em như má anh mong muốn. Nhưng mà Hiền ơi, em phải hiểu cho anh. Em cảm ơn anh đã nói thiệt lòng. Với em, bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Hiền à, anh biết em vì anh mà đã chịu nhiều nỗi khổ rồi. Nhưng mà bây giờ em muốn anh làm gì để đền đáp cho em đây? Em nói đi. Anh cũng không cần phải làm gì hết. Cũng đừng bận tâm về em. Về làm dâu nhà anh là do em quyết định, không thể trách anh.
có khổ cũng là do em tự chuốc khổ vào mình. Bây giờ Ma đã không còn nguy hiểm nữa. Anh có thể yên lòng. Yên lòng mà về với người ta đi. Tạm thời anh chưa đi được. Anh phải chờ má khỏe lại. Vậy thì tùy anh. Em vô trọng với má. Má ơi, má ráng ăn chút cháo nghe má. Từ hôm qua tới giờ, má đã không có gì trong bụng rồi. Má, má có giận con thì má cứ đánh con, cứ chửi con đi má. Má cứ như vậy hoài làm sao mà con sống nổi. Má muốn nói chuyện riêng với cậu Út con. Dạ. Để con kêu cậu Út. Má muốn nói chuyện riêng với cậu Út. Anh ở lại làm gì? Cậu Út. Gì? Má con nói có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện gì má kêu cậu vậy? Dạ con cũng không biết nữa. Thiệt tình, tao rầu ghê. Đầu đuôi cũng tại cái thằng ông nội này hết nè. Mày thấy mày gây ra chuyện gì chưa? Mày đừng có diễn mặt hiền. Mày á, lô khô á, dắt cái lô mà chạy á. Khổ trăm chiều thiệt chứ. Em qua đó ngồi đi. Anh thương người ta nhiều như vậy. Thế nào rồi, má cũng chấp nhận thôi. Anh đừng có buồn. Hoàn cảnh của người ta đáng thương lắm. Anh không thể nào để cho người ta phải khổ thêm một lần nữa. Còn em, em không đáng thương sao anh? Thôi, anh cố gắng ở lại thêm vài ngày nữa, cho má vui lòng mà mau bình phục. Rồi sau đó mình sẽ đi lên xã để hủy bỏ tờ giấy kết hôn. Hiền, em sẽ về lại bên nhà. Mọi việc sẽ trở lại như cũ thôi. À, em có may cho anh mấy cái áo.
Bữa nào anh đi, anh nhớ đem theo nha. Em à, anh biết tội của anh lớn lắm. Bộ chi tính làm gì thiệt hả chị hai? Đúng vậy, chị không còn cách nào khác. Cậu Út, cậu phải giúp chị. Chị hai à, giúp chị thì em đâu có nề hà gì. Em chỉ sợ trong chuyện này mình càng làm càng sai đó chị à. Ý của cậu là sao? Thằng Ân nó không thương con Hiền, nó lại có con với người ta. Bây giờ chị biểu em làm vậy, lỡ không giữ chân được thằng Ân thì sao? Còn con Hiền nữa, biết nó có đồng ý cái chuyện này không? Phần con Hiền thì cậu để chị khuyên bảo nó. Cậu chỉ cần làm đúng những gì chị dặn là được rồi. Chị hai à, bộ chị đành lòng bỏ cháu nội chị sao chị hai? Cậu Út, cậu sống với chị mấy chục năm nay, cậu biết chị là người như thế nào mà, phải không? Chị đâu phải là người ác đức mà chia vợ rẻ chồng. Chị cũng ham muốn có đứa cháu nội để nựng nịu biết chừng nào. Nhưng mà bây giờ chị phải cắn răng làm lơi giọt máu của thằng Ân. Bằng mọi cách chị phải kéo thằng Ân về với con Hiền. Có như vậy thì giống linh anh chị Tám mới yên lòng siêu thoát. Còn khoảng hơn một tháng nữa má sẽ sanh, mà sao trong lòng má rối bời, buồn nhiều hơn vui. Còn có Linh Thi, hãy giúp má đủ mạnh mẽ để vượt qua những ngày tháng kinh khủng này nhé con. Không làm được như vậy đâu má ơi. Sao lại không được con? Con cứ nghe lời má, mọi chuyện má đã sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Nhưng má ơi, làm như vậy con thấy tủi thân lắm, lại thấy xấu hổ nữa. Giống như con đi ăn cắp tình yêu của người khác vậy. Tội nghiệp đứa con dâu ngoan hiền lương thiện của má. Con không việc gì phải sợ hết á. Xấu hổ là người đàn bà kia xấu hổ chứ. Chính người đàn bà đó đã cướp thằng Ân trên tay của con. Con là vợ chính thức, con có đủ tư cách bảo vệ hạnh phúc gia đình, là chuyện bất cứ người đàn bà, người vợ nào cũng làm vậy được hết. Má ơi, nhưng người ta đã có con với anh Ân rồi. Anh Ân không thể nào bỏ rơi người ta đâu má ơi. Má thà là từ bỏ thằng Ân, chứ má không chấp nhận người đàn bà đó là con dâu. Nếu mà nó cãi lời má, nó bỏ nó đi, thì má sẽ sống như con. Má chỉ biết có con thôi Hiền à. Má đã thề trước vong linh của ba má con, má đã thề với trời đất, má không thể làm khác được. Má ơi,
Nghe lời má đi con. Cái bà Tư này bà làm mồi gì đâu mà lâu quá trời quá đất. Thôi, trong thời gian chờ mồi, hai cậu cháu mình bóng bỏng bóng bỏ cái nha. Nè, tối nay cậu cháu mình xả dạng bữa đi. Cậu sao vậy? Thường ngày thấy con đi nhậu, cậu la con. Sao hôm nay tự nhiên cậu lại... Thằng này, bộ mày bị đau bao tử hay sao vậy? Chậm tiêu quá vậy? Bữa nay á, cậu thấy con có tâm trạng buồn, cho phép con uống xả láng luôn. Bây giờ đang đủ tay cậu với con. Uống cái thôi nha. Cái sao được? Hết chai này nè. Thôi. Tư ơi. Xong rồi, xong rồi. Đây trời nè, ơi, tới rồi. Bà này phải chậm ghê hồn thiệt chứ. Đây nè, mới nướng thơm phức nóng hổi, nhậu bắt mồi ve kêu. Làm mồi tốc độ này quá chậm rồi. Xích vô, xích vô. Không cần. Ghế ngồi đi. Rồi uống đi, uống đi. Hồi nãy là mình bóng bỏng bóng bỏ, bây giờ mình chơi quận kia nè. Uống đi con, uống đi. Dạ. Ê, làm ly nữa đi. Đây đây, tôi rót cho. Đây. Rót đi. Đây đây đây. Ôi, thôi được rồi, cô Tư ơi. Đây, tư rót. Thằng ăn nó sức khỏe nó mạnh lắm. Nè. Mày. Trời ơi, mồi ngon quá mà mày không uống uổng mày. Chấp mẹ ly nữa đó. Ừ. Đó. Cậu uống cái nữa thôi nha cậu. Ừ. Mày uống hết cái đi. Ông, phục vụ văn nghệ cho khí thế. Văn nghệ cho khí thế phải không? Ừ. Hêu hêu, gió thổi đầu non. Mấy thằng uống rượu là con của Ngọc Hoàng. Nè con. Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng. Thấy con uống rượu hay hàng lễ rơi. Vô một cái. Tưởng rằng con uống con chơi. Ai dè con đây, 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 uống đây. Con rơi vô nhị tì. Hay. Hay không? Vô 50 thôi. 50, hai cậu cháu mình nha. À. Con xỉn rồi cậu ơi. Cậu uống hết luôn đi. À, vô nữa đi con. Từ từ đi. Ông ơi, tôi làm vậy là đúng phải không ông? Bỏ đi giọt máu của thằng Ân, lòng tôi cũng đau lắm ông ơi. Làm như vậy được. Mình không thể làm như vậy được. Không. Tội nghiệp đứa con dâu ngoan hiền lương thiện của má. Con không phải việc gì phải sợ hết á. Xấu hổ là người đàn bà kia mới đáng xấu hổ. Chính người đàn bà đó đã cướp thằng Ân trong tay của con. Con là vợ chính thức, con có đủ tư cách bảo vệ hạnh phúc gia đình, là chuyện mà bất cứ người đàn bà nào, người vợ nào cũng cần phải làm con à. Mình là vợ chính thức, mình có đủ tư cách mà. Mình phải bảo vệ cho hạnh phúc của mình. Mình phải. Dạ. Đây đây vô có chừng té. Những cái gì? Dạ dạ. Mày không có sẵn không? Được rồi. Tao đi mua rượu cho mày uống nữa. Ừ rồi vô đi để tôi đi lấy thêm mồi.
Vô, vô cơ sở. Đi vô đi coi chuyện té bây giờ vậy nè. Vô cơ sở. Đưa nó vô, đưa nó vô. Vô cơ sở, vô cơ sở hay không? Vô cơ sở, buông ra đi. Trời ơi, ông tránh ra coi. Đây nè, coi nhấc cái chân nó lên. Tư, bà Tư. Hả? Nhiệm vụ của tôi với bà tới đây là hết rồi. Ờ. Để cho Hiền nó lo. Chăm sóc cho nó nha con. Con muốn nữa. Vừa dài cứ muốn nữa. Muốn nữa. Con chưa dên. Thà ơi, anh nhớ em. Anh nhớ em lắm Thà. Thà ơi, anh nhớ em lắm.